Thế là ta phân tích cái D thì nhá. Biểu đồ dưới đấy. Minh họa tỷ lệ phần trăm của nam và nữ ở Úc ấy, trong các cái nhóm tuổi khác nhau. À, người mà đã gì em nhỉ? Người mà đã tập thể dục thường xuyên vào năm 2010. Như vậy thi đấy thì bỏ thử nhá. Thế thì bỏ thử. Cái bài này thì hẳn về mẫu câu thì nó không có đâu. Bài này thì ta phải, nếu mà nói về tác ý thì ta tách cho cô một đoạn về nhóm tuổi. Đó, một đoạn thì, tức là một đoạn thì ta sẽ so nam với nữ. Đúng rồi đó. Một đoạn thì ta so cho cô cả cái nhóm tuổi với nhau. So nhé, nhóm nào lớn nhất nhé, nhóm nào bé nhất chẳng hạn. Cái bài này thì thực ra là về bản chất thì ta sử dụng mẫu câu của bốn số. Đó, trong cái chương trình chỉnh mà cô đã dạy đó, bốn số. Em lưu ý cho cô này. Thì cái bài này thực ra là ta có thể tập, nếu mà tách ta tách cho cô làm hai thân. Một thân sẽ là cho nam nữ, và một thân là ta so nhóm tuổi với nhau, đúng không? Hai thân rõ ràng luôn. Thân so nam nữ thì tức là bài này chủ yếu ta sử dụng mẫu câu bốn số, đúng không? Tuy nhiên với bài về tuổi á, thì nếu em sử dụng mẫu câu bốn hướng, người ta vẫn cho, vẫn đồng ý. Bốn hướng á, tức là bốn hướng là một câu tăng giảm gì, bốn số là cái gì cao nhất, cái gì thấp hơn, nên là cái mẫu câu vượt việc cái đó, đúng chưa? Đấy. Thì bài này nếu mà em sử dụng, khi mà em mô tả các cái nhóm tuổi với nhau, em sử dụng mẫu câu bốn hướng, sử dụng câu hướng ấy trong chương trình chỉnh, đúng không? Bây giờ thì em để cho cô ta tách trong hai thân nhá. Thân một là số hướng, à xin lỗi, thân một là số nam nữ, thân hai là ta sẽ số cả cái nhóm tuổi với nhau ha. Và trong cái thân hai thì em có thể sử dụng mẫu câu bốn hướng cũng được, bốn số cũng được, và bốn hướng cũng được. Được chưa? Đó là về tách đoạn. Còn về đặc điểm chính này thì ta sẽ nhìn cho cô nhé. Đầu tiên nhá, thân một thì ta sẽ thấy được là so thân một so nam nữ, đúng không? Thì ta thấy này, nam là màu xám này, nữ màu đen này, ta thấy là nam hơn nữ này. Nam mà trong độ tuổi 15 đến 20 thứ thì hơn nữ này, cái tỷ lệ tập tập luyện thể dục thể thao hơn nữ, đúng không? Nhưng mà từ cái năm 25, từ khi mà bắt đầu từ tuổi 25 đến tuổi 64 thì ta thấy là chủ yếu là nữ quan tâm đến thể chất, thể dục thể thao hơn là nam, đúng không? Em thấy đấy, đấy thì là nam hơn, đúng không? Nhưng mà từ cái đoạn này rồi đi, từ một này đó, bốn cái mốc này thì ta thấy là nữ nữ quan tâm nhiều hơn nam, quan tâm đến vấn đề thể dục thể thao hơn nhiều hơn nam. Và năm 65, tức là cái độ tuổi 65, thì ta thấy là con số này giữa nam nữ là gần như là bằng nhau, đúng chưa? Người ta sẽ cần một câu nam hơn nữ này, một câu cho nữ hơn nam này, và một câu bằng, ba câu là xong, đúng chưa? Thân một ta xử lý cho cô ba câu này là xong. Nhưng một câu này thì cũng đã dày rồi, lấy bốn số nó mà biết, đúng không? Tiếp thân hai này thì ta sẽ so các tuổi với nhau. Thì ta phải đối với nam, ta sẽ xét trước nó đối với nam này, thì các cái nhóm tuổi, thì nhóm tuổi nào là cái nhóm tuổi mà hay xét nam nha. Xét nam thì trong các cái nhóm tuổi này thì ta thấy nhóm tuổi nào là hay tập thể dục thể thao nhất, thì ta thấy nam này nhìn cái màu sọc sọc thôi, đúng không? Thì ta thấy là nam mà cái tuổi tuổi từ 15 đến 24 thì chơi thể dục thể thao là nhiều hơn cả cái nhóm tuổi còn lại, đúng không? Nhưng đối với nữ ta sẽ màu đen thôi. Màu đen này ta sẽ thấy là cái nhóm tuổi mà chơi thể thao nhiều nhất là cái nhóm từ 35 đến 64. Em nói ba cái này luôn cũng được, em nói chắc cái này cũng được, em nói ba cái này luôn cũng được, vì cái sự khác biệt của nó không nhiều, đúng không? Thế là nay em nói cái này, cái em nhìn này, như vậy là thân hái thì ta sẽ cần một câu cho nam và một câu cho nữ, đúng không? Thì ta sẽ xem, ta sẽ nói xem là cái gì tuổi nào là cao nhất đấy, tuổi nào là chơi thể thao nhiều nhất, và những nhóm tuổi còn lại thì là thấp hơn rất là nhiều, dao động từ mấy đến mấy nha, đúng không? Còn là với nam, còn với nữ thì em thấy là cái nhóm tuổi này là chơi thể thao nhiều nhất này, đúng không? Em có thể dùng tôi vượt vượt cái này bao nhiêu này, vượt cái này bao nhiêu này, đúng không? Đó, tức là mình sử dụng mấy một câu liên quan đến bốn số, được chưa? Đó là trường hợp nếu em sử dụng bốn số. Còn nếu bài này em sử dụng bốn hướng vẫn được, nhưng khi mà em phải viết bốn hướng thì hẳn phải theo thứ tự thời gian. Nếu mà đã viết theo bốn hướng câu hướng, mà câu hướng tức là mình mô tả theo thời gian ấy, tức là theo tuổi, theo sự gia tăng của tuổi tác ấy, thì em này phải mô tả theo đúng thứ tự chứ đừng có nhảy, đừng có nhảy. Ví dụ đừng có nói cái đi trước xong lại bay lại cái đi, cho lại bay lại cái đi, mà ta phải nói từ từ, anh này này, anh này này, anh này này. Có hai cách viết, hai cách viết với cái thân hai ấy. Thân một thì không có gì phải bàn đâu, tôi nói là sáng sót nhưng mà đi một thân hai thì có hai cách viết, một là em viết theo kiểu so sánh, hai là em viết theo kiểu theo kiểu hướng á, được chưa? Nếu mà viết theo kiểu hướng thì em nói đấy, ta thấy là cái nam mà trong độ tuổi 15 24 thì rất là thích chơi thể thao, đúng không? Mà tỷ lệ là 52,8, nhưng mà cái tỷ lệ này thì nó sẽ dần giảm em này, giảm theo tuổi tác em này, theo tuổi tác là giảm chứ, em thấy giảm không, đúng không? À, và nó chỉ bắt đầu tăng trở lại khi mà người ta bắt đầu từ độ tuổi 45 thì nam mới bắt đầu là chơi thể thao trở lại,
đúng không? Nữ thì lại khác, nữ thì lại khác, đúng không? Nữ thì câu chuyện nó lại khác. Tức là cái này hẳn sẽ có rất nhiều cách viết. Em có thể là kết hợp thân hai thì em có thể là chỉ việc so sánh thôi, tức là cái gì là cao nhất, nhóm nó là cao nhất, nhóm nào là thấp hơn đấy. Hoặc là em viết theo kiểu là viết theo giống kiểu bài mê hướng á, tức là tăng giảm, ta dùng từ tăng giảm đúng không đấy. Hoặc là em kết hợp cả hai luôn, nam thì em viết câu tăng giảm nhưng mà nữ thì em viết câu so sánh được. Với dạng bài tuổi này thì nó được kết hợp với về điểm viết, cho nên chúng ta cũng thể đa dạng để viết. Không thì về mẫu câu thì nó cũng chỉ là bốn so với bốn thường với ba buộc thôi, không có gì khác biệt với cái chương trình chính mà cũng được dạy. Bài này nó sẽ khó là nó nằm ở đâu, nó nằm ở tư tư nam. Tư là làm sao mình phá vây được cái tư mà tập thể dục thể thao, đó là một cái nó mình phải thấy cái tư đó là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là em phải thấy được nhóm tuổi, và cái việc thấy nhóm tuổi thì thực ra nó không hề dễ một tí nào, khẳng định luôn nó không hề dễ với những cái bạn mà biết viết. Hay chúng ta sẽ phân tích nha. Đầu tiên là ta sẽ phân tích xem là cái từ tập thể dục thể thao thì nó có thể thấy được bằng từ gì. Đó, tập thể dục thể thao này thì chúng ta có thể sử dụng nguyên từ là physical exertion. Tập thể dục thể thao đôi lúc em dùng động từ, đôi lúc em dùng danh từ, mình đa dạng nhá. Là việc tập thể dục thể thao mình có thể thấy bằng từ này. Rồi tinh thần thể dục thể thao cũng có thể thấy được trong bài này. Rồi cái gì em nhỉ, tập cả cái hoạt động cái đấy, đấy là vận động, chúng ta physical exertion ta dịch là vận động. Đấy là hoạt động thể dục thể thao, có thể thấy một cái này đúng không? Hoặc là chúng ta dùng cái từ đấy, những người mà quan tâm đến sức khỏe, em có thể dùng từ tập. Khi em paraphrase cái từ mà tập thể dục thể thao ấy, một là em sử dụng những cái động từ thể hiện là mình làm cái việc đó, ví dụ là mình những cái động từ mà có nghĩa là mình tập thể dục thể thao, mình thấy cùng đó. Hai là em dùng cái từ em thấy một tí, em gọi là động từ, bây giờ không không sử dụng động từ tập nữa mà em sử dụng cái động từ đó là quan tâm, quan tâm hoặc là yêu thích cả hoạt động thể thao, hoặc là quan tâm cả cái yêu thích cả cái hoạt động thể dục thể thao, hoặc là dùng từ là quan tâm đến sức khỏe, nó không thấy được đúng không? Quan tâm sức khỏe nó thấy được chứ trong tình huống này. Thì mình có thể dùng cái từ là một là em dùng từ tập thể dục thể thao, hai là em dùng từ là yêu thích thể dục thể thao, ba là em sử dụng, một là dùng từ tập, hai là dùng động từ yêu thích, ba là sử dụng cái từ là gì nhỉ, quan tâm đến sức khỏe, đó là điều có thể thấy được đúng không? Cái đấy trong đời hôm nay những người mà quan tâm đến sức khỏe em đấy đúng không, quan tâm sức khỏe để thế nào. Đôi tiệm đây là tập thể dục thể thao tiệm, nhưng mà đoạn này là dùng động từ exert, dùng động từ, và trên đây là danh từ đúng, exert là danh từ, hôm nay là sử dụng động từ tập thể dục thể thao tiệm. Rồi gì nữa, yêu thích thể dục thể, quan tâm yêu thích thể dục thể thao em đấy, yêu thích thể dục thể thao đúng không. Rồi physical exertion như thế này đã dùng một lần rồi, ok. Như vậy là với cái bài tập thể dục thể thao trong bài hôm nay thì cô đã sử dụng ba kiểu để có khóa đọc từ này. Một là cô sử dụng những cái động từ và danh từ có nghĩa là tập đó. Hai là cô sử dụng động từ và danh từ có nghĩa là yêu thích thể dục thể thao, và ba là cô sử dụng các cái tập động từ và danh từ thể hiện cái nghĩa là, và tính từ thể hiện cái nghĩa là quan tâm tới sức khỏe đó. Và là chúng ta sẽ bắt đầu được trong tình huống này đúng không anh ơi, kiểu nên mình sẽ hiểu đúng nào là như vậy. Cái thứ hai là ta nói về vấn đề nhóm tuổi, cái việc bắt đầu nhóm tuổi nó không dễ, khẳng định nó không dễ, thì chúng ta sẽ có những cách như thế nào để bắt đầu nhá. Face này, cái đầu tiên là dưới ba hai lăm, dưới hai lăm là cô đang nói, dưới hai lăm thì cô đang nói đến cái nào, nói mấy lăm đến 24 đúng không? Trên 65 đây, trên 65 là cái nhóm này đúng chưa? Đấy, là cô thấy cách đầu tiên. Cách thứ hai là cô sẽ dùng từ nhóm tuổi, thì nhóm tuổi đấy cô dùng từ age cohort, hoặc là em có thể dùng từ age range, hoặc là dùng từ age bracket cũng được. Tất cả cái nhóm tuổi người ta có rất nhiều kiểu đúng không? Nam thuộc nhóm nào này, 16 đến 24 này, age category này cũng được, nhóm tuổi đúng không? Thế là cái mình vào đăng phê. Hoặc là ta nói nhóm trẻ nhất đây, 15 đến 24 ta gọi là nhóm trẻ nhất đúng không? Từ độ tuổi bao nhiêu này em này, từ độ tuổi 25 thì có nhiều kiểu lắm, em có thể dùng từ from the age 25 tới 64, hoặc là em dùng cho cái từ age từ, mà này thiếu một từ yes sâu luôn này, thì một từ dễ sâu đấy. Esop là tư á, hành trình là tư các em, tư độ tuổi 65 em thêm từ dễ sâu đây cho cô nữa. Thì con số cho tập đơn chấm như vậy là có cách paraphrase tư này, thế này. Những người mà trong nhóm, những người mà 35 đến 64 này, em bị này, 35 tới 64 years này, old có SC đấy này, ta sẽ dịch là những người mà từ 35 tới 64, đấy là một cách paraphrase nữa này. Đó. Tiếp tục này. Ở đấy là chúng ta sẽ xem khi mà họ còn trẻ này, khi họ còn trẻ thì chúng ta sẽ hiểu là 15 và 24 này.
khi mà họ tớn này, tớn có nghĩa là họ chuyển qua cái độ tuổi nào này, được chưa, chuyển qua độ tuổi 35 này, và kể từ độ tuổi 65 này, as of hoặc là as of from thì đều có nghĩa là từ cả, từ độ tuổi bao nhiêu. Và 65 vào này kèm thêm cho cô cái từ year sâu vào đấy nhé, thì nó sẽ chuẩn và sát hơn. À, cái này là tại sao cô không gõ được ấy, nhưng kèm từ gõ vào đây cho cô. Tiếp tục của em này, nó quay lại đi tí nữa này. Nhà là anh chị là cô hướng dẫn cách cho em bắt đầu với cái phần tư tập thể dục thể thao, và thứ hai là cái tư tuổi tuổi anh sẽ có những cách chúng ta dùng từ bị lâu này, từ over để mình phụ thuộc nhỏ nhất định, hoặc là mình bê nguyên cái từ như này vào trong bài luôn, nhưng mà những kiểu như này thì hạn chế thôi, đừng việc như 15 đến 24 này cô cần bê mà, cô cần bê ở đâu nhỉ, đây đây 45 54 này 16 24 cô cần bê mà mình vẫn bê được, nhưng mà đừng có bê nhiều, bê nhiều là làm lại bài mình nó nhàm. Nhà, rồi từ độ tuổi bao nhiêu em ấy, dưới bao nhiêu này, trên bao nhiêu này, từ bao nhiêu này, từ này, từ hẳn có từ from này, as này, hoặc là as from này, hoặc là when này, when they turn, khi mà họ, when they turn đúng không, khi mà họ nó sang một cái tuổi nào đấy, đấy thì mình dùng cái từ là when they turn cái gì đó để mình tả, có nghĩa là từ đó nha, còn nó cho cách đúng không, để mình vào phải cho cái từ, hoặc là cái những người mà trong nhóm mấy người ta để cái từ này Owls trong tình huống này. Owls trong tình huống này chúng ta sẽ hiểu bạch môn na, nó là người nhá, những người trong nhóm từ 35 đến 64 đúng không. Bây giờ ta đi chi tiết hơn nhé, về cái bài này này thì cái cách tác ý được cô nói với em thôi, một là ta thấy cần hai thân, một thân ta nói về nam nữ, sự khác biệt cho nam nữ, cái gap giữa hai người này, và thân hai ta sẽ nói cho cô về so sánh các cái nhóm tuổi với nhau, nhóm nào là nhóm hay tập thể dục thể thao nhất đúng không, tách nam hai thân như vậy rất là rõ. Chúng ta đi chi tiết hơn nhé, đô thị này minh họa này, cái cách mà hoạt động thể dục thể thao là cái việc tập thể dục thể thao nó đã khác biệt như thế nào theo giới tính, và này thêm cho một câu nữa, n theo giới tính và tuổi nhé, n age nhé, và tuổi tác ở Úc trong năm 2010, thêm cho một từ đấy cũng không có được, và đúng không, và tuổi tác theo giới tính và tuổi tác ở Úc vào năm 2010, nhìn chung rõ ràng rằng đúng không? Tinh thần thể dục thể thao của nam giới dưới độ tuổi 25 và trên độ tuổi 65 là, hoặc là này, tính thần tức là cô đang so nam nữ nha, tính thần thể dục thể thao của gì đây em nhỉ, của nam dưới 25 là nhóm đi đúng không, và trên 65 là nhóm này đúng không, là gì, hoặc là bằng quay dài này, từ quay dài từ này bạn nào ta chỉ là gần bằng, bạn nào học trong cái phần nâng cấp tư thì em biết rồi, gần bằng, gần bằng, gần ngang bằng là em, gần ngang bằng đấy đấy em thấy bao nhiêu, gần ngang bằng đấy, hoặc là vượt đúng không, à, con số của nữ sơ phát nữa, tức là cái nhóm mà nhóm này này và cái nhóm này này thì con số của nam là gần bằng hoặc là vượt con số của nữ, đúng chưa, trong khi này nữ mà trong những nhóm tuổi còn lại rest a có này phụ nữ đúng không, khi này trong nhóm tuổi còn lại thì nhiều phụ nữ hơn lại chơi thể dục thể thao, tập thể dục thể thao hơn nam đấy, cả cái nhóm còn lại nhóm giữa này. Đấy, một kỹ thuật nữa em để ở đây đó là khi mà chúng ta cần phải nhóm nhiều dữ liệu ấy các em, thì những cái trường hợp bao nhiêu dữ liệu như vậy các em đến để ở về sau và đặt cho nó vào cái từ là những nhóm còn lại đúng không? Mà những cái từ tương tự như từ còn lại này đều được, thì tránh cái việc em liệt kê là nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, 4, nhóm 3 nó rất phiền, em liệt kê cho cái từ là con số của những nhóm còn lại đấy, được chưa, đó là cái câu đầu tiên. Đây là đoạn này là cô đang so nam nữ, nam nữ thì cái đoạn này và đoạn này này, hai cái này này em thấy không, thì nó sẽ là nam hoặc là bằng hoặc là vượt nữ, nhưng mà những cái nhóm còn lại bốn nhóm giữa này này thì con số của nữ, con số của đen nó kém nát thì nó sẽ vượt xa con số của nam, được chưa. Rồi đó là cái câu đầu tiên, chưa đủ dữ liệu em tiếp tục phải so các nhóm tuổi nữa. Thêm vào đó thì nếu mà xét riêng từng, từ riêng em để sau là cô xét riêng từng giới tính ấy, thì ta sẽ thấy là nam này trong nhóm tuổi 16 24 và nữ của nhóm tuổi 45 54 là những cái người mà yêu thích thể dục thể thao nhất đúng không, tức là cô xét từng nhóm tuổi với nhau, nếu mà xét từng nhóm nhé, từng nhóm nam nữ, từng nhóm từng từng giới tính riêng, thì ta thấy đối với nam nhé, nam này em xem cái màu gạch cái chéo này, thì nam trong cái độ tuổi đây này là những người yêu ưa chuộng thể dục thể thao nhất đúng không, còn nữ thì trong cái độ tuổi 45 và 54 thì màu đen này này thì lại là những người là yêu thích tập luyện nhất đúng không, thì cô sẽ gộp câu này luôn, nếu mà xét riêng từng cái giới tính ấy,
thì nam của thuộc nhóm tuổi 16 24 và nữ thuộc cái nhóm 45 54. Đấy là những cái người mà yêu thích thể dục thể thao nhất. Đúng không? Thực ra chính xác cái đoạn này thì nó phải có cái câu nữa là so với cả cái nhóm tuổi khác nữa, chính xác hơn thì cần một câu như vậy nữa. Rồi tiếp tục. Tiếp tục các em. Đoạn này thì chúng ta sẽ thân đi nó mở overview như thế nào thì thân bài nó y chang như vậy, nhưng chỉ có là cái thân thì mình sẽ phải đưa dữ liệu vào. Còn tính thân thì nó y chang nhá. Thì cũng phải là một cái câu em phải nói được nam ở tuổi con trẻ thì thích chơi thể thao hơn nữ đúng không? Và ở cái tuổi 65 thì cái tỷ lệ để nó gần bằng đúng không? Và một cái câu cho cái việc là nữ của những nhóm tuổi còn lại thì chơi thể thao như nam, nhưng mà em đưa dữ liệu vào nhá, đưa dữ liệu này. Theo cái đồ thị thì chúng ta thấy nha, xét cái nhóm tuổi mà ta gọi là cái nhóm tuổi trẻ nhất đấy, 15 24 đúng không? Thì con số cho nam thì nó sẽ vượt con số của nữ, tức là 52,8 so với 47,7. Là vượt như thế nào em đó, đúng không? Nhưng mà từ nhóm tuổi 25 cho tới 64, 25 đấy, cho đến 64 gộp quân bốn lại em đấy. Thì nữ này là quan tâm sức khỏe như anh nam, đây ta dùng cái từ là health oriented đúng không? Quan tâm sức khỏe như anh nam. Với cái tỷ lệ là xung quanh khoảng một nửa đấy tập thể dục thể thao hàng ngày, trong khi nhá tỷ lệ tương ứng của nam là thấp hơn rất là nhiều, chỉ dao động từ 3 đến 45, và nên nếm thế mà tôi chỉ là hay hơn này, only nữa thì nó sai hơn này. Kể từ độ tuổi 65 nhá, cả cái dữ liệu cho cả hai nhóm tuổi đúng không? Là gần như bằng nhau. À, ghi nhận con số là 46,7 cho nam và 47,1 cho nữ. Xong á, xong. Thế cô nói một câu gì? Cô nói một câu của cái nhóm mà nam vượt nữ gì? Đúng không? Một câu cho bốn cái nhóm mà nữ vượt nam đúng không? Đúng nào? Và một câu cho cái nhóm kia các em nhỉ? Cái nhóm 65, cái nhóm hai anh nó gần bằng nhau đó. Thế là tổng có 3 câu đó. Viết thì cô nói luôn. Đúng là lớp. Còn sang thân hai này thì này cô nói với các em về thân hai thì ta có 2 cách viết. Một là ta viết theo kiểu mẫu cô số. Hai là ta viết cho cô theo cái mẫu câu hưởng cũng được, tăng giảm cũng được. Này. Có thể được nhìn thấy, cũng có thể được nhìn thấy từ cái đồ thị này. Trong số phụ nữ thuộc các nhóm tuổi khác nhau thì đoạn này thực ra là em dùng đơ vẫn được. Đoạn này những cái này em dùng màu tư dự định này. Nó ok, thực ra đây là nhóm nghiên cứu vào năm 2020 ở Úc vẫn được, vẫn có thể. Trong số những cái phụ nữ mà thuộc cả nhóm tuổi khác nhau này thì nhiều phụ nữ trong độ tuổi 35 đến 64 nhá, khoảng tỷ lệ là 53% đã rất là thích, từ này có nghĩa là thích của em đã rất thích thể dục thể thao. Trong khi nhá, những cái con số còn lại ta xét nữ đúng không? Nữ thuộc cả cái nhóm tuổi khác nhau thì cái nhóm 35 đến 64 thì rất là thích thể thao. Với tỷ lệ là 53. Trong khi con số của những cái nhóm còn lại đấy vẫn là năm nhóm nữ nhá, ta đang xét nữ mà, đúng không? Là tất cả đều dưới 50 này. Một cái khuynh hướng, một cái trật tự khác biệt là nếu các em có thể dùng từ pattern cho nó, chắc là dùng từ pattern nó hay hơn đấy. Một cái kiểu khác biệt nó có thể được quan sát cho nam, người ma này nữ, xong rồi ta làm một câu cho nam. Sự khác biệt có thể được quan sát cho nam, người ma, cái việc tập thể dục thể thao là đạt đỉnh. Còn em dùng từ tích cũng được, em dùng từ hai cũng được. Một cái đỉnh là 52,8% khi mà còn trẻ. Còn trẻ tức là 15 24, em thích từ dáng người em dùng từ là khi mà họ ở trong độ tuổi là 15 24 cũng được. Nhưng mà con số này nó giảm dần dần này xuống 39,5% tiểu phần trăm rồi. Khi mà họ đạt cái ngưỡng tuổi là 35. Trước khi này revising upwards có nghĩa là tăng ngược trở lại này. Bắt đầu tăng ngược trở lại thì chúng tôi này cũng nó xuống tới cái mức là 46,7 từ cái độ tuổi 65. Đấy, đây là đúng kiểu tăng giảm là gì? Giảm này. Sau đó lại là gì, em nhận tăng ngược trở lại này, đạt đỉnh này, đỉnh là cao nhất này, sau đấy là giảm này, sau đấy là tăng ngược trở lại này, em để này, đỉnh này, giảm này và tăng ngược trở lại này, đúng không? Đây là một câu của bốn hướng đúng không? Tức là một câu của dạng bài xu hướng thì nó không phải là bài so sánh rồi, nhưng mà với tuổi thì người ta dùng được. Nhưng cái em để cho khi chúng ta viết hướng, người ta nên viết theo thứ tự như thế này. Chứ hướng thì đừng có viết là nhảy bột, mà cái là viết cái anh ở giữa, sau đó quay là anh đâu, là quay là anh cuối. Viết hướng người ta không viết, thường người ta không viết như vậy, mà chúng ta sẽ viết thuần theo cái chiều thời gian như thế này đó. Như vậy các em hiểu bài này không? Chốt lại bài này là để mà viết hai bài này, cái đầu tiên là các em phải thấy được cái từ tập thể dục thể thao. Đấy, nó bằng cái từ là
những cái từ của người ta tập, cái thứ hai là bằng cái từ là quan tâm yêu thích thể dục thể thao, và cái thứ ba là bằng từ quan tâm sức khỏe đó, mình thay đi thay lại ba cái từ đó. Cái thứ hai là em phải thay được từ tuổi, tuổi thì dưới tuổi mấy, trên tuổi mấy, tư tuổi mấy, đến cái từ tư để cô đây có cho ba bốn mẫu câu liên quan đến tư đúng không? Tư tuổi bao nhiêu ấy đúng không, thì mình phải thay. Rồi là nếu như mà mình hoặc đôi lúc thì mình có thể mượn chỉ cái nhóm như này luôn, nhưng mà hạn chế để nguyên cả những cái này vào, hạn chế nhé. Đấy, chỉ thêm bằng cách nữa sử dụng từ Âu, từ Âu này, để mình phụ thành những người trong một tuổi bao nhiêu. Còn về mẫu câu thì thân một ta dùng mẫu câu bốn số, và thân hai thì ta có thể kết hợp cả số và hướng để mình viết. Và có câu hỏi gì cho bài này không?